Em tới đầu Sony 5.1 nhé. Đây đang cầm USB này. Đây nó cắm cục quang này. Còn ngon ý kìa. Internet nha, dùng được cả YouTube rồi, nhưng mà cái này thì phải cắm mạng rồi nha. YouTube này, đây em không có cục mạng để cắm nha, đây, cắm mạng trực tiếp nha. DVD chạy ok nhé. Đây, mình sẽ test các cổng cho anh em xem nhé. Ra đủ các cổng nhé. Đêm rồi không bật to. Đủ các cổng nhé. Đây cắm HDMI đây. Đấy, ok có cổng LAN này. Cổng LAN đây, cổng quang đây. Cổng quang này anh em về nó dùng được đấy nha, cái này nó bị vỡ mất người ngoài này, cắm hơi lỏng. Anh em về chèn vào nhé. Chèn vào sẽ ok. Rồi, ok nha anh em nha.